cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu. Hôm trước mình có đập hộp một cái sản phẩm microphone nguồn 5V, đó chính là mic ALC 290. Hôm nay Hữu sẽ làm một cái video để test cái âm thanh của micro này cho các bạn cùng nghe mọi người ha. Với cái sản phẩm micro ALC 290 này thì các bạn có thể sử dụng dễ dàng với sao gạt USB K10 hoặc với sản phẩm K300. Mình sẽ làm sao thì hôm nay mình sẽ test với cái sản phẩm K10 này. Thì Hữu xin nhắc lại là tại sao cũng rất nhiều sản phẩm chất lượng mà Hữu cũng thường xuyên giới thiệu các bạn là vẫn là sản phẩm K10. K10 là một cái sản phẩm tầm trung, dễ sử dụng nhất ha, tương thích nhiều cái thiết bị, ví dụ điện thoại hay là laptop, và chúng ta cấp nguồn cũng rất là dễ dàng thông qua sạc điện thoại hoặc là sạc dự phòng hoặc là máy tính để cấp nhạc. Nói chung đây là cái sao cạc rất nổi tiếng rồi về cái tuổi đời và cũng như là những cái chức năng reverb ở trên cái sao cạc của chúng ta. Nó hỗ trợ cho nhiều anh chị mà muốn tiếp cận một cái con sao cạc giá bình dân mà có thể phục vụ đủ các nhu cầu như là hát live stream, thu âm podcast, thu truyện ma, truyện giọng đọc gì đó rất là nhiều. XLS K10 này là một cái sản phẩm đang bán nước chạy bên Truyền Hữu ha. Các bạn cũng khá là quen thuộc với những cái sản phẩm mà mình hay giới thiệu các bạn, đó chính là cái mic ISK T100. Thời điểm trước thì các bạn rất là yêu thích, từ khoảng 2018 đến bây giờ, 2018 tới bây giờ. Thì hôm nay một cái sản phẩm này có thể nói là mọi người có thể sử dụng song song hai cái sản phẩm. Thứ nhất là về hình dáng, thứ hai là về chất âm. Ví dụ cái mic ISK T100 thì cái chất âm của nó là sáng ha. Sáng nhưng mà nó vẫn có một cái sự chắc chắn ở trong đó, chứ không phải bị mỏng ha. Nó không mỏng sáng như là những cái dòng mic thấp hơn, ví dụ mic BM900. Đấy. Và một điểm lưu ý nữa là ISK T100 thì các bạn nên sử dụng với bông lọc hoặc là màng lọc âm. Nếu các bạn sử dụng không màng lọc âm hoặc là bông lọc thì để gần mic, các bạn hát mà các bạn sử dụng hơi đẩy vào rất nhiều thì nó gây cái hiện tượng là phập phập hơi. Và riêng cái mic này nó sẽ có hiện tượng đó nhiều hơn so với những cái mic còn lại nha. Đó, AT100 thì các bạn lưu ý cái chuyện đấy. Rồi, còn về riêng về cái mic ALC 290 này như thế nào thì chúng ta Hữu sẽ mở lại cho các bạn xem lại về cái hình dáng ha. Về thiết kế hộp thì các bạn thấy nè, mình có một video clip rồi. Ở một cái hộp nó có quai sách như thế này, đẹp. Và một cái hộp có thiết kế hít 500 như thế này. Rồi, bên trong cái hộp mic này thì chúng ta sẽ có micro. Micro này là với cái hơi hướng hiện đại ha, với thiết kế hiện đại. Và mình thích nhất là cái phía ngoài một cái lưới này nè, nó giống như mic là K850. Mic K850. Mặc dù là mic rẻ thôi, giá dưới 1 triệu thôi. Cây này là 850. Mình rất là ưng cái màu này ha. Rất là ưng cái màu này. Ở phía trước là cái logo là AQTA, đó là cái hãng của nó, và các bạn sẽ hát cái hướng ở mặt trước này luôn. Rồi, một cái điểm cộng tiếp theo á là cái dây ở đây á, là các bạn thấy ở cuối cái dây này nó sẽ có một cái lò xo chống gãy dây ở đuôi, và dây rất chất lượng và dẻo mọi người ha. Và đặc biệt là cái này mình rất là thích cái chi tiết này, khá là chắc chắn. Các bạn hát mà chúng ta không treo mic lên, các bạn thường xuyên có thói quen mà cầm mic á thì thao tác hay bị gãy cái đuôi này, thì cái dây này khá là chắc chắn cho các bạn. Rồi, một cái cuối cùng đó chính là cái sóc mao. Cái sóc mao này là bằng nhựa nha, bằng nhựa, nhưng mà khi chúng ta kết hợp với lại cái mic này đó thì nó cũng khá là hoành tráng ha, nó khá là hoành tráng, nhìn khá là ngầu. Khi kết hợp với chân kẹp màng lọc nữa thì trọn bộ sản phẩm này mình có để giá trên website truyenhữu.com đầy đủ. Các bạn có thể đặt hàng online, đặt trực tiếp trên web luôn nha các bạn, đặt trực tiếp trên web của mình. Combo đầy đủ nó sẽ có là chân kẹp, màng lọc âm, dây live stream, tai nghe tặng kèm, micro và sao cạc đầy đủ như thế này, để các bạn có thể sử dụng để hát live stream trên TikTok, trên Bigo, rồi thu podcast rất là tiện lợi. Với một cái bộ sản phẩm giá nó dưới 3 triệu đồng thì cái mic này sẽ là lựa chọn thứ hai cho các bạn nếu muốn chất âm. Về mic này là chất âm nó ấm nha, theo Hữu cảm nhận là nó ấm, nó bắt mic nhẹ nhưng mà tiếng nó đầy. Ok, khá là chất lượng với cái mic giá thành dưới 1 triệu đồng này. Ok, và mình sẽ test cho các bạn nghe thử một vài đoạn thôi. Một vài đoạn ví dụ nhạc bolero hoặc là nhạc pop ballad với cái combo XLS K10 này. Và hẹn các bạn cái video với K300 là video clip sau mọi người nha. Đó, mời các bạn xem lại cái combo này. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những chuyện vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu,
cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ Truyền Hữu. Vì lý do công việc nên là mình ra video clip trong tháng này cũng khá là ít ha. Thì hy vọng những thời gian tới mình sẽ ra đều những video clip hơn nhiều cho các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, cháy mãi với cái đam mê của mình mọi người. Cảm ơn, hẹn gặp lại những video sau.